Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Sau hôm qua chúng ta có được một cái gọi là kiểu như sao ta? Một cái gọi là hơi nhá hàng của nhà phát hành. Đến việc là tuần sau là chúng ta sẽ có một cái update mới, và cái update mới này có vẻ như là nó sẽ có nhiều cái update để kỷ niệm 3 năm ngày phát hành của game này. 3 năm ngày phát hành của game này, chúng ta sẽ có hình như là chúng ta có sẽ một mới skin nữa, và nó có một cái update rất là quan trọng mà mình để ý thấy. Đó là tuần sau đó chúng ta sẽ có chỉnh sửa ở cái bộ đỏ và con chú quỷ. Ở cái bộ đỏ và con chú quỷ này thì như thế nào? Bộ đỏ thì bây giờ nếu bây giờ bộ tính ra bộ đỏ đó, bạn đang có 6 đỏ đi, có vẻ như là chỉnh sửa theo kiểu là giảm sức mạnh. Bộ đỏ bây giờ đang khá là imba khi mà nó có cái tỷ lệ thắng khá cao. Nó có tỷ lệ thắng khá cao khi mà nó KV gọi là Cape Demon, nó gọi là đỏ với lại Demon á, thì nó có tỷ lệ thắng là 27%. 27% của cái bộ này thì nói chung cũng không phải là tới công chuyện quá, mà 27% này là do số lượng người chơi á nó cũng đang giảm dần khi mà bộ xuyên đang khá mạnh. Cho nên là bộ đỏ với lại Demon này á thì nó đang hơi hướng là nó hơi imba quá ở cái việc là kết hợp với nhau. Cho nên là có vẻ như là chúng ta sẽ nép con bộ đỏ đi. Còn con chú quỷ này sẽ có một chỉnh sửa, mà lần cuối cùng mà mình thấy một cái con tướng mà nó xuất hiện trong cái khung này á là nó bị khóa đi. Đó là con Evil Knight đó, con ba tiền đó. Không lẽ bây giờ khóa luôn con chú quỷ thì đúng kiểu nhà phát hành chơi tới công chuyện luôn. Chơi tới công chuyện luôn á. Ôi, Berserker sắp trở lại, khả năng cao chú quỷ ra đi cũng là có thể. Tại vì nếu mà để im chú quỷ với Berserker luôn á thì bộ Warrior có vẻ như hơi được lợi thế trong cái việc là chính World nó khá là dễ dàng, và nếu mà nó có được 5 tiền này thì thật sự là quá mạnh. Tại bộ World đang khá là nhiều con. Mà con chú quỷ này khóa đi, nếu là con chú quỷ này khóa đi á, đó là một gọi là một cái sự tiếc nuối rất là lớn, tại vì con này nó mang một lượng sức mạnh rất là kinh khủng. Đúng kiểu là nếu mà bạn đã từng cầm được chú quỷ á, thì bạn sẽ biết tại sao con chú quỷ này nó là một con tướng ai cũng muốn có, nhưng mà không phải ai cũng có được. Cho nên là cái con chú quỷ này thì nó hơi lấn cấn trong cái việc là chính quơ. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào. Cho nên là cái con mà nó nằm ở trong cái khung này thì mình rất gọi là lo lắng cho cái sự tồn tại của con chú quỷ này. Tại vì lần mình nói rồi, lần cuối cùng mà mình thấy một con tướng mà nó nằm ở trong cái khung này á thì là nó bị khóa đi. Nó bị khóa đi nha. Thì bây giờ con chú quỷ này sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta đang còn phải là gọi là phải đoán rất là nhiều đó. Chúng ta đang phải đoán rất là nhiều. Khi mà tuần tới chúng ta sẽ có một update lớn rồi, chắc chắn là Berserker sẽ trở lại nè. Rồi con chú quỷ này sẽ chỉnh sửa như thế nào, bộ đỏ sẽ chỉnh sửa như thế nào, chưa có thông tin rõ ràng. Chưa có thông tin rõ rệt, nhưng mà đối với mình đó nha, đối với mình đó thì có vẻ như là chú quỷ này khả năng cao là bị xích lại. Ở cái này là mình đoán thôi. Còn không thì sẽ bị theo kiểu là giảm sức mạnh. Nhưng mà không biết giảm sức mạnh rồi nó có giảm tiền hay không, hay là nó có chỉnh sửa gì hay không. Chưa thấy. Tại vì trong một là trong bản test chưa có cái việc này. Có vẻ đây là một cái gọi là một pha xử lý tình huống theo kiểu là gọi là nước tới đâu thì nhảy tới đó của nhà phát hành thôi. Có vẻ như là nhận thấy là trong cái bản meta sau á thì có vẻ như là bộ Warrior có vẻ như khó đi, dễ đi quá, và nó khá mạnh, cho nên nhà phát hành quyết định là lóc con chú quỷ này lại cũng nên. Thì cái này là chỉ là một số gọi là cái tình huống xấu nhất thôi, nhưng mà mình hy vọng là nhà phát hành sẽ không khóa con chú quỷ này đi, để cho bộ World nó trở lại
Để cho bộ quên trở lại nó bán hành anh em chừng phải vài vài tuần thôi. Vài tuần thôi rồi nếu có muốn khóa thì khóa, còn không thì để luôn cũng được không? Kiểu như bây giờ để cho anh em ăn hành cho đã đi rồi hãy khóa. Chứ đừng có khóa quá sớm thì nó lại nguy hiểm. Nó phải nó nguy hiểm mà nó khóa sớm quá thì nó lại không còn kịch tính nữa. Đó, hy vọng là nhà phát hành để cho anh em ăn hành tầm khoảng chừng mấy tuần thôi. Mấy tuần thôi xong rồi chỉnh sửa sau cũng được. Đó. Đó, thông tin game này thì nói chung là cũng khá là hơi bị bất ngờ đối với mình, tại vì lần trước mình nhận thấy cái update trên bản test đó là nó con chú quỷ còn nè, chỉ khóa đi con 3 tiền thôi. Nhưng mà cái con này bây giờ lại có một cái thống kê xong có một cái update nữa và hẹn là tuần sau luôn. Mà hẹn là tuần sau thì khả năng cao là nó chung với lại con Berserker. Nó chung với lại con Berserker thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị một một mất một còn với nó. Một mất một còn mà mình thì không hy vọng vậy, tại mình Warrior cũng là một bộ mình khá là thích chơi. Nói khá là thích thôi, chứ còn mà cái việc mà kiểu giống như là thường chơi hay không á thì còn phải dựa vào giới hạn truyền thuyết nữa. Thật sự bộ 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 Warrior thì nó hơi nghiệt ngã, nếu mà đụng phải chú quỷ thì quên, đụng phải Dark Spirit thì cũng hơi khó. Nhiều bạn nói con Dark Spirit không khắc chế quơ nữa, đâu có, vẫn khắc chế bình thường, chỉ có con Sarac Laser đó. Có con Sarac Laser nếu mà có đồ thì nó mới không sợ đắt thôi. Còn mấy con khác á đều sợ Dark Spirit hết, nó khổ như vậy đó. Con Sarac Laser tại một là nó có cái hồi máu, khi mà máu nó càng thấp á thì nó càng khỏe. Nó càng thấp thì nó càng khỏe, cho nên là rút máu của đắt á thì nó giúp cho con Sarac Laser nó clear nó nhanh. Mà nó clear nhanh thì sao, nếu mà nó có đồ thì nó hút máu lại cũng ác lắm. Đúng không? Nó hút máu lại cũng ác lắm, cho nên nó không có ngại tới cái việc là nó sợ đắt lắm. Nhưng mà mấy con khác á không có cái nội tại như con Sarac Laser thì chắc là gặp đắt là khóc tiếng kêu mẹ. Gặp đắt là kêu mẹ liền. Quỷ diệt bạn, quỷ diệt luôn. Đắt hai thì thôi, đắt một đã muốn chết rồi, đắt hai thì đúng kiểu là tới công chuyện luôn. Chỉ cần đặt con đắt hai vô có đồ nha, RO thì thôi quỷ diệt rồi. Còn nếu mà đưa đắt cho vô nó có kỹ sát thương kỹ năng thì nó cũng kinh khủng lắm luôn á. Hơi tội cho thằng chín quơ cái là nó có một con thôi, 52 kẹt một, nó mà lên được chín quơ rồi á thì nó chỉ kẹt đúng một con đắt thôi. Nếu mà đội hình bên kia nó đi cái gì đó nữa mà nó xịn nữa thì nó lại càng kinh khủng. Nó 52 kẹt một thôi, chín quơ nó mà xanh rồi thì nó đi một một lèo tới lúc mà nó lên chín quơ luôn, nó rất khỏe. Nó rất khỏe, nhưng mà chủ yếu là nó có cái là nó gặp đắt hai á thì hơi thốn, hơi thốn. Chứ bởi vậy mà nói là mình thích cái game này ở chỗ là cái bộ nào cũng có đường trị, không có cái bộ nào không có đường trị á. Thí dụ như bây giờ chính Assassin đang khỏe đi, chính Assassin đang khỏe thì bạn có hai lựa chọn. Bây giờ trang bị giảm sát thương đang là một cái gọi là cái rất là thịnh hành, một cái trending. Cho nên nếu mà bạn gặp Assassin mà bên kia mà bạn thấy máu bạn hơi mỏng cơm đó, bạn đẩy cho nó một cái giảm sát thương vô đó, xong rồi bạn xếp đội hình lại tăng phía dưới đam phía trên, tránh tình trạng là Assassin nó nhảy qua nó sóc cham chết con Terry của bạn thì đúng kiểu là hơi hơi tù đó, chứ không xếp lại xong rồi thêm đồ giảm sát thương. Còn không á thì là cái dây chuyền đấy, cái gọi là mặc dây chuyền cấm đánh á. Còn nếu lên dây chuyền cấm đánh thì lên đồ cuối luôn thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái lợi thế vào cái lượng đam của con mấy con Assassin á. Giai đoạn đầu nó sẽ bị mất đi, nếu bạn lia nó kịp á thì nó sẽ gần như là mất hẳn luôn. Nó không, nó chưa kịp hết câm lặng là bạn lia nó luôn á thì ngon quá, thì quá ngon luôn. Còn chỉ sợ là bạn không lia kịp thôi, nhưng mà mình nghĩ dễ gì không lia kịp. Nếu mà bạn đã lên được cái đồ cuối cấm đánh cuối rồi đó thì khả năng cao bạn lia được nó là dễ dàng, nếu mà bạn có một con carry gọi là thuận tay đó là bạn dễ dàng. Ôi tính ra mình có cái chuỗi xịn dữ nha. Tính ra mình có cái chuỗi ác chiến đấy chứ đó, trời cho Tutka hai luôn rồi con gấu luôn. Cái này đi giả thú à. Bài đi giả thú rồi, không có sai được anh em không? Bài này đi giả thú là cái chắc rồi. Bài này đi giả thú mà giờ đi đi mình giả thú thì đúng kiểu là thứ dữ luôn, tại mình có tabu sẵn rồi, bây giờ chỉ cần lên phô linh nữa thôi là đi giả thú là oh my god luôn á. Đúng không? Anh em thấy đúng không? Bây giờ mình chỉ cần lượm nhẹ con Fallen 2 nữa thôi, đi xấu giả thú một cái là thôi cũng tiêu diệt luôn. Còn nếu không á thì nếu mà đi giả thú thì bây giờ mình cũng có ngủ không thì phải. Hoặc là nếu được thì đi cáo cáo hai có đồ cũng cũng mạnh lắm.
Nói chung giả thú bây giờ mấy bản vừa rồi giả thú đâu có bị chỉnh sửa con mẹ gì đâu. Kể cả bản update sau giả thú cũng không bị chỉnh sửa gì đâu. Bạn hiểu không? Là giả thú chưa được đụ chưa bị đụng tới. Chưa bị đụng tới trong mấy lần update rồi. Mấy lần update rồi cho nên là chú quỷ ở quên giả thú đang khá là ok. Đang khá là ok cái việc là tại vì nó chưa có bị đụng tới bạn. Nó chưa có bị sờ gáy cho nên là nó còn khỏe nhưng mà nó theo kiểu là khỏe ngầm. Nó nằm dưới meta. Nó nằm dưới những bộ meta nhưng mà nếu mà bạn xanh nó bạn cầm giả thú thì bạn vẫn đập được mấy thằng kia bình thường. Bạn vẫn đập được mấy thằng kia nếu bạn xanh. Bạn nó nằm dưới meta nhưng mà lúc nào nó cũng nhâm nhe mày mà lạng sạng là bố mày gõ mày bể mỏ liền chứ đừng nói là meta nha. Bởi vậy giả thú nó vậy lúc nào nó cũng khỏe, chủ yếu là anh em ít có chú ý tới tại việc nó nằm dưới meta nó làm cho anh em kiểu giống như bị sao nhãng. Sao nhãng là tại vì anh em cứ tập trung vô những cái bộ meta là nhiều, còn những cái bộ mà nó nằm dưới meta một chút á, một chút là sao, thí dụ giống như bây giờ game nó sẽ có những cái tier khác nhau. Tier không á, là trâm là gọi là nhà vô địch, tier một á, là thằng nó hơi mạnh nhưng mà nó yếu hơn tại tier không, tier hai là mấy thằng gọi là trung bình khá, trung bình, còn nếu mà tier 3 trở đi là bắt đầu là nó thuộc dạng là yếu kém, không 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 có đường chơi, không có cửa để ngước mặt nhìn đời phải không? Nó không có đường chơi mà cái con giả thú này lúc nào nó cũng nằm ở trong tier 1 á. Nó chỉ thua những cái con mà ở trên đội hình nó thôi, tier không thôi, nhưng mà mấy đội hình khác gặp nó thì nó cũng búng cho bể mỏ luôn á, chứ đừng đùa. Bởi vậy mình nói rồi, giả thú lúc nào nó cũng có một cái lượng sức mạnh nó ổn định đó. Mà mình thích những cái bộ ổn định như vậy nè, hiếm người chơi. Tại vì bạn thường không, bạn thấy người ta sẽ vô chơi meta rất là nhiều, hoặc là ví thí dụ sắp 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 tới nè, con Berserker trở lại thì anh em sẽ thấy kìa, vô game 8 thằng ôm Berserker luôn, mình nói là 8 thằng luôn nha, chứ đừng có nói một hai thằng là ít đó. 8 thằng luôn. Còn nếu mà bạn không ngạc cảm giác là bạn không lên được bơ 2 á, thì bạn bỏ đi. Mặc dù nó là ba tiền nhưng mà nhiều thằng giành quá cũng thật sự là hơi khó. Ok, trời giả thú quá khỏe luôn á. Tính ra là giả thú nãy thua cái dáng kia là cũng hơi nhục nhục á, nhưng mà được, vẫn còn làm được. Ok, đó. Rồi, trời ơi, gấu phép rồi, dữ dằn đấy anh trai. Bây giờ mình bán bớt mấy con assassin đi nè, tại vì assassin này bây giờ để vô không có giải quyết vấn đề. Để vô không có giải quyết vấn đề được. Tại vì bây giờ mình không đi assassin là cái chắc rồi, có hai con shadow ở đây nghe rất là điềm nhưng mà không biết có nên để lại hay không. Nếu mà hai shadow mà lên 2 sao á thì mình có thể đi 9 eo cũng được hoặc là đi assassin cũng khá là ngon. Nhưng bây giờ một là chưa có ốc, hai là shadow chưa lên 2 thì đừng nói gì hết á. Im lặng thôi. Im lặng thôi tại vì bạn nói bạn càng tổn thương. Cho nên bạn đừng nói gì, bạn cứ im lặng và tận hưởng cho mình giây phút cuối. Trời đất ơi, Hunter mạnh dữ vậy trời, đứng ép góc bắn ác thiệt luôn á. Đứng bắn ép góc bắn không 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 sờ vô được luôn mà. Đằng trước thì có hai con tăng, một con cây ba, một con cây hai. Chết người thiệt luôn, một cây ba, cây hai đứng đằng trước tăng không thở nổi luôn. Hay thằng xếp đội hình chất lượng đó, nhưng mà mình nói thiệt luôn, ép góc như vậy gặp mấy con nào mà sát thương diện rộng á, gặp gặp con nào sát thương diện rộng nó lia một cái tạch qua bên kia là bốc hơi con mẹ nó hết luôn, chưa có kịp làm cái gì là thôi đi luôn rồi. Cho nên là lúc nào nó cũng phải có cái gọi là sao được cái mặt lợi và mặt hại đó. Vừa ngủ dữ ra uống miếng nước cho tỉnh táo rồi. Trời ơi, thằng này đi thằng này đi Raider, trời đất ơi. Raider bị bữa trợ bữa hổm bị giảm sức mạnh một lần đó thì đúng kiểu là ít người chơi hơn hẳn. Hồi trước là khóa trong 2 giây, bây giờ khóa có 1 giây rưỡi thôi. Cho nên là nó hơi kiểu giống như là tạm thôi. Nếu mà bạn xanh thì bạn vẫn đi được, nhưng không phải là nó yếu theo kiểu là không đi được luôn nha. Có những cái bộ mình nói rất rõ cho bạn là yếu không ai không đi được luôn thì đừng dạy. Đừng dạy mà chơi, tại sao không có cơ hội đó bạn, không có cơ hội chơi chút xíu cọc cũng vậy, cho nên anh em đi những cái bộ mà nó có tỷ lệ thắng cao một chút thì nó sẽ ổn định hơn cái việc là kiểu như tìm một cái
cái lối chơi khác á, thì nó lại không không tới công chuyện. Hiệp 15, hiệp 15 này đơn giản, hiệp 15 này nếu mà dưới đội hình này ba con hai sao chắc là dép được. Nhưng mà cái hiệp 15 này nhiều khi nó cũng kỳ lắm. Nó bay vô trúng mấy cái câu mà đang yếu yếu á, gọi là mỏng cơm một sao rồi, nó đánh con cái chết luôn. Trời đất ơi, mấy thằng kia muốn bệnh luôn á. Muốn bệnh hoạn với tụi nó luôn. Nào. Sao có vẻ giống thua vậy ta? Chắc không thua đâu. Có vẻ giống thua đánh đã đời luôn mà bây giờ vẫn còn bốn quái. Hiệp 15 có năm quái thôi mà đánh đã đời vẫn còn bốn quái. Tới thiệt luôn. Trời đất ơi, hai con này lì dễ sợ vậy luôn á, mà nói thiệt luôn, lì đúng lì luôn á. Ok nè, chết mày chua. Dây chuyền, trời ơi, cái dây chuyền này ở đây làm cái gì? Một là ép cấm đánh, hai là cái dây chuyền này nó sẽ ép được cái thớt. Mà cái thớt mình nói thiệt luôn, cái trang bị cái thớt là không ai thèm dùng, trừ khi bạn đi siêu đẻ thôi. Chứ mình nói thiệt, cái thớt đó thì chỉ có con cây hai về xài thôi, chứ gần như là không có con nào xài. Hơi tệ thiệt, hơi tệ. Cái trang bị đó là một cái trang bị, cái lỗ hổng của cái meta mới này. Khi mà cái meta mới này ra, trang bị mình đang rất là ok luôn, tới khi mình đọc được cái bộ đó. Tới tới khi đọc được cái đó là sao? Rồi tiếp tục hiệp quái này, đó coi hiệp 16 hả, trà hơi căng à. Hunter gặp Hunter nữa. Trời nó coi lừa tình vậy bạn. Hunter nó bắn mạnh ghê không? Nó ép góc, nó bắn không có tiếp cận được con ở bên trong luôn á. Nó mà đã ép góc rồi thì không có tiếp cận được con ở bên trong luôn, cho nên bây giờ hơi khó nè. Thua vậy, thua vậy. Cái này nó thắng là đúng rồi bạn, tại vì nó đi được bộ à. Hunter ráng ngon, trời đất ơi nè, xin lỗi nha. Bán mẹ mày hai con gấu rồi đi mua Venom Mancer vô. Cái con Venom này mà lên hai một cái là xong luôn nha bạn. Đi nếu mà con này mà hai hai sao một cái, mình đi cái con đi giả thú Kira cũng quá tuyệt vời luôn. Đúng không? Giả thú Kira cũng là một lựa chọn khá hay. Đấy, có gấu hai rồi, quá ngon rồi bạn ơi. Có đại ca bảo kê rồi, quá tuyệt vời. Đó, mua hết mấy con này vô, từ từ chút nữa ép rui cho con gấu ba. Con gấu ba với lại con unicorn cũng là một con giả thú cần thiết nha. Tại con unicorn mà lên 3 sao á, nó sẽ có cái vòng rất là rộng, mà cái đứa nào đứng trong cái vòng này sẽ bị giảm tốc đánh. Đã lắm. Trời ơi nè coi đó nè, trời ơi cái ghê, háo ăn thật sự luôn á. Ôi chừa nhau một tí nào, háo ăn thật luôn các bạn. Rồi xong, đánh lâu dữ vậy, có con đó thôi mà đánh mình tưởng hết giờ không luôn á. Cũng may là đánh kịp. Thôi xong, bây giờ xoay tiếp à. Trời đất ơi, tới ông chuyện vậy anh trai. Bây giờ đi sáu giả thú cũng được nữa. Bây giờ nó thiệt sáu giả thú cũng được à, vẫn thiếu cáo, phải có con cáo nữa thì đỡ biết mấy, còn bây giờ thiếu cáo quá hơi hơi tù đấy. Lên được hai sao ngon nè, lên được hai sao mấy con này là tốt rồi bạn, tốt rồi. Chút xíu mình để dành mình dùng sau cũng được, không có cần anh em phải dùng gấp. Trời nó coi mua con chó vô, không có thèm mua con cây ba tiền này, tại con cây ba tiền này đưa vào, một là sao không có kích bộ, hai là bây giờ nó không tăng đến mức mà có thể sử dụng được. Thí dụ như con cây ba thì mình tính à, con cây ba thì tính, chứ mà con cây hai thì có vẻ như ở quên, con cây ba tiền hai ba sao á thì nó thì còn bia còn có thể tính toán được, chứ mà con cây này nó có chậu thì thôi gọi bó tay. À, mắt sập mí à. Chơi game chỗ này mắt sập mí, với lại biết sao mưa mà mấy bạn có cảm giác không, như mà bạn mà kiểu như làm cái gì mà dưới mưa nó cũng thú vị, ăn cơm dưới mưa cũng thú vị, đặc biệt là ngủ dưới mưa. Trời ơi, âm thanh tí tách rơi ngoài hiên, trời ơi, ngủ cái đó là nó đã cực kỳ, nhất là thời mà đi học mấy bữa trời mưa. Mà bạn biết rồi đó, mình là học trên lầu á, mấy bạn mà học trên lầu bạn sẽ biết gió nó thổi vô hơi mát mát nha, gió lùa qua khe cửa, mưa tí tách bên hàng lá cây phượng đồ ha, rơi tổng 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 xuống. Trời ơi, ở trong lớp mắt mở hết muốn lên luôn. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó là mắt mở không lên nổi luôn mà bạn. Trời ơi, mà nói thiệt luôn á.
nước nước nhiễu lịch bịch, không đừng mưa lớn, mưa lớn quá thì nó lại hết cái cảm giác rồi, mưa nhỏ nhỏ thôi. À, nhìn ra cửa sổ cái thấy mưa rơi 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 xuống, trời nó đã. Lúc đó trong lớp mà nhiệt độ nó phải rơi vào tầm 28 độ là nó, trời đất ơi, ngủ không biết đường mà về luôn, à, ngủ không biết đường mà về luôn. Thế trời ơi, đầu lượm được cái chuỗi này ngon nè. Cái chuỗi này là cái chuỗi 10 trận thắng liên tiếp nha bạn. Nó lượm được cái chuỗi này là ổn định nè, úp tự nhiên cái được úp cấp luôn. Tự nhiên cái lên level 8 luôn, thanh kiều thằng có chuỗi nha. Ôi, mình xấu giả thú, mình tưởng mình yếu, tại vì mới 1-2 sao không tưởng mình yếu, ai về xấu giả thú nó mạnh cực. Lượm được cái chuỗi luôn mà bạn. Không lượm được cái chuỗi sao mà ăn được bạn. Ôi, hay, hay, hay. Quá tuyệt vời. Đó, sáu dã thú trước tiên vậy đi. Xong rồi gấu ba, cái unicorn ba nữa, cáo hai là đủ rồi. À, được cáo hai là đủ rồi. Đàm to lắm. Đó, đàm to lắm bạn ơi. Ghê. 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 Giáp da bò nữa. Rồi ít nhất là lên level 8 cái đã rồi. Tính gì tính anh em không? Lên level 8 cái đã rồi. Suy nghĩ sau đó. Bây giờ chúng ta có hai warlock nè. Chúng ta có hai warlock mà hai con Venom ở đây. Ôi, mới nói luôn nha bạn, cái này là mới nói luôn nha, chưa có kịp nói xong dứt câu nữa là Venom 2 luôn. Venom Mancer 2 bây giờ làm sao đây? Venom Mancer 2 mà Kira giả thú thì chà, nghe cũng sống động đấy, nghe cũng chân thật đấy. Hay nhờ, hay nhờ, mình đã nói rồi, lên lên con Venom 2 là xong ngay lập tức liền. Trời nó coi nè, bây giờ từ từ để coi thể hiện sức mạnh nè. Sao giả thú đánh đâu rồi? Trời ơi, nhưng mà bị câm lặng là thấy tù. Vừa vô cái bị câm lặng là thấy thôi ngục rồi. À, nhưng mà vẫn giết được nhiều con nha. Vẫn giết được kha khá đấy. Đúng chưa? Đó nè, đúng chưa? Chết mẹ mày chưa vậy mà win nha bạn. Còn cái trận mà vậy mà thì lại win, còn cái trận mà chuẩn bị hết sức có thể luôn á thì lại không. Nhưng mà bây giờ ép cái búa chứ. Ép cây búa cho Venomancer có gấu luôn, quá ngon anh trai ơi. Bây giờ lấy lấy bây giờ nếu mà được thì thêm tóc đánh cũng hay. À, thêm tóc đánh cũng hay, nhưng bây giờ ở trong đây không có gậy gỗ. À, có một cây gậy gỗ hay là ép cái gậy gai. Đúng rồi, ép cái gậy gai đánh cho nó khỏi né. À, Venomancer là một con mà gọi là dựa vào sát thương khá là nhiều đó. Cho nên là nếu mà bạn đánh né thì đúng kiểu là cũng hơi ôi thôi bớt giỡn đi anh trai. Em còn một đống cây đây chưa lên 2 sao nè. Chưa lên 2 sao nè, giờ mà anh quậy chết. Ôi thằng này ngon đấy, Titan thằng này chất lượng nè. Thằng này đi phép nha bạn. Thằng này đi à, đi Raider chứ không phải đi phép. À đi Raider, trời đất ơi. Thôi xong. Đi rồi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Lên đường. Trời ơi, nó chụp kiểu đó thì ai mà chơi nổi. Nó chụp một phát dính hết, gọi là tất cả mọi mọi thứ luôn. Gia Cát Lượng, Khổng Minh gì dính hết vô một lượt luôn. Rồi không có cỡ nào mà chạy được hết bạn. Bây giờ tiếp tục, bây giờ mình xoay á, thì nó sẽ ổn định hơn nè. Đó, trời đất ơi, có vẻ như không ăn tiền lắm. Mà kệ cứ mua đã, sâu 2 là ngon nè. À, sau hai là ngon bây giờ rồi. Rồng. Mua con Spider Win vô cũng hay, tại vì chút xíu nữa Spider Win nó cũng là một con gọi là tay ngắn mà. Hình như là nghe nói như vậy, không biết phải không, chắc là tay ngắn đó. Đó, Venomancer có cái gì, có nhẫn dịch chuyển nè. Nhẫn dịch chuyển qua anh kia gồng liền cho tao, đó gồng liền. Đó, thấy chưa, giảm giảm sát thương đối phương nè, đó gõ nè. Trời ơi gõ nè. Trời ơi gõ nè. Trời ơi gõ nè. Ôi. Ghê vậy trời. Nó còn ghê hơn con Berserker nữa. Mẹ con Berserker có khi gõ không mạnh bằng đó luôn á. Tới công chuyện thiệt sự luôn á. Không 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 ngờ luôn á. Không ngờ là nhà phát hành chơi tới mức vậy luôn. Cay thiệt sự luôn. Rồi, bây giờ ép cái gậy gai là hợp lý nè. Đó, thấy chưa? Trượng nữa, thêm 15% tóc đánh không có sai được, lên cái mặt nạ đâu luôn cái cuốc luôn, đúng rồi. 1.0 tốc độ đánh với cái in tiêu nữa chắc tầm cộng khoảng 0.7 0.8 nha. Vậy là cũng ổn rồi đó. Rồi,
59, trời đất ơi, Tutka nữa. Đó, gấu bà ngon. Gấu bà bán hết hai con này đi vẫn còn lời được 5 tiền, mà thấy ngon chưa? Đó, gấu ba nè, đó, trời nè. Ôi, nó đấm, ôi, nó đấm. Cử con gấu ba sao ra đấm phụ nè. À, già quá đấm hết nổi, cử con sáu gọi là cái kẻ 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 khác là để làm. Wow, bài chất lượng thiệt, bài xoay không có con mẹ gì luôn á, thiệt luôn á. Tính ra là bài xoay không có một cái gì luôn á. Trời ơi, hay thật, thôi ấp chính thôi, tại vì không biết làm gì cho nên cứ dựa cột mà nghe. Ông bà siêu có câu không có sai, biết thì thưa bị thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đó, bây giờ chúng ta như vậy, nếu mà đi kích Kira cũng hay, nhưng mà bạn biết dùng. À, nếu mà có một con 5 tiền nào cầm được cái găng tay bạc á, cái găng tay bạc mà lên được cái cốt trảo á, thì đội hình này nó còn xịn hơn nữa đó. Cái cơ bạn không lên được cái cốt trảo kích Kira rồi xong mà còn xịn hơn bây giờ nữa bạn, ngon lắm. Đập nè, trời ơi, Venomancer nó đập kìa, đó thấy chưa anh em, thấy chưa? Đương nhiên là ép cái chén thánh rồi, cái chén thánh này đưa qua cho con khác. What? Sao nó không có ra một con nào nó khớp lệnh nữa vậy ta? Ồ, thôi. Từ từ rồi chúng ta tính tiếp nè, coi nè. Full 6 món tím rồi. Venomancer mà full 6 món tím thì nó đập cho bạn không ra đường hết thì là may rồi đó. Chứ đừng nói chi là gọi là ra coi là cái coi ké làm cái gì, đúng không? Trời đất ơi. Má sao nghe phê dữ ta, buồn ngủ lắm rồi đó bạn ơi. Wow, Whipper Seed 3 sao, thằng này hay nè. À, thằng này hay nè. Tại vì nó đi bộ Raider á, cho nên bây giờ nó up mấy con này 3 sao hết, để một chút nữa lấy lợi thế trong giao tranh. Ô, lấy lợi thế trong giao tranh gì, Venom tao mà gõ được thì tao hủy diệt mày luôn. À, thằng này Hunter đúng không nè, Hunter nè, coi nè, Venom nó đập nè. Ôi da, vậy mà không, vậy mà chết ở trong đó luôn ạ. À, đúng kiểu là nhảy vào hang cọp xong chết luôn trong hang cọp luôn ạ. Lạ thật nè, nhưng mà team lại win. Tao thua một cuộc chiến nhưng mà tao thắng cả cuộc chơi. Hay, Canon Granny không có sai được bạn ơi. Cái kiểu gì cũng được, mình không cần biết là bạn làm cái con mẹ gì. Cứ có Canon Granny là mua cho mình, tại vì nó là một bài meta rất là ổn luôn. Tỷ lệ bích của con Canon Granny mùa này á, nó rất là cao luôn. Nó rất là cao luôn. Cứ ra ô Canon là cứ ôm cho mình, tại vì mình nói hôm qua, clip hôm qua mình nói rồi. Canon Granny nè, chú quỷ nè, Tsunami nè, Phantom Wind nè, là tất cả những con tướng mà nó không cần nhằm nhò gì tới việc là đi đội hình gì, không cần quan tâm. Tao cứ mày cứ bỏ tao vô 2 sao là tao gánh được hết. Không cần đội hình gì, lạ ghê vậy đó. Trời đất coi cái này chất lượng đấy. Nè, đã coi là gõ thằng này. Trời ơi, thằng này nó lại càng dễ hơn thằng khác đó. Thằng này đi xấu xuyên. À, thằng này đi xấu xuyên. Rồi, nhìn thấy biết liền, bộ xuyên đang mạnh. Trời đất ơi, nhìn thấy biết trơn. Nhưng mà trời ơi, nhưng mà giả thú tao đam to lắm. Mà cũng đâu có phải là đam to là yếu đâu bạn, đam to là máu giấy đâu. Có nhiều con trâu mà vẫn đam to đấy chứ, khá chứ bộ. Hợp lý không? Rồi bây giờ tiếp tục làm cái gì đây, nó thiệt luôn, bây giờ mình không biết làm cái gì luôn á. Nhện cũng hay nè, tại vì nhện này là mình có thể úp trò nhện luôn dữ dằn. Không, nhện này là nó sẽ có 2 con Inceptor đúng không, 2 con Inceptor, 2 con Inceptor này chút xíu nữa mà mình mở ra một con Venom nữa đó, cái mình úp 10, mình úp 10 mình để con kia mà giống như kiểu hiến tế vậy đó bạn. Giống như kiểu hiến tế vậy đó, cho nó mạnh hẳn luôn cũng được, cũng được. Trời, lâu qua quay lại cái lên đầu bảng nhanh ghê, 6 giả thú bạn thấy chưa, bạn thấy 6 giả thú không? Nó mình nói rồi, 6 giả thú là nó sở hữu sức mạnh nó ghê lắm nè. Còn Venomancer nữa đó, là đập nè, đi phép với chúng tôi nè, God với chúng tôi nè, God với chúng tôi nè. Canon Granny nó bắn cho mày thì ỉa chảy luôn, thấy không? Canon một ở nhà mà đứng đằng xa nó bắn tới, nhìn thấy
nhìn thấy mà nản luôn, mình mà không quay lưng lại là mình không thấy ai bắn cái súng nó luôn, thiệt. Ôi, kiểu như là tới công chuyện luôn á. Thôi đó nhện nè, đó nhện hai cũng được, đưa thế cho con Canon đi. Tại vì con Canon cũng ngon chứ không phải gì, nhưng mà nhện hai á, một á là nó là một con tay ngắn thì nó sẽ cung cấp cho mình nếu mà nó chết một cái tắc cũng khá là ngon. Còn lại này thì chắc là dựa vào cái độ trâu chó của con nhện này cũng khá là ổn nữa. Rồi đam thì chắc là cũng được thôi. Cái con nhện này nó không phải là thuần túy là một con gây sát thương, trong bộ Hunter cũng vậy luôn. Trong bộ Hunter con này là nó đóng vai trò là một là kích bộ, hai là tạo thêm khống chế, chứ nó không phải là một con carry nha. À, bạn hiểu không? Mỗi con tướng nó có một cái style build nó khác nhau. À, nhiều con mà bạn thấy tăng quá bạn build đồ đam cho nó cũng đâu có được đâu. Chỉ thà bạn build đồ tăng tiếp tục đi để làm gì? Tăng nó cho nó siêu đẳng luôn bạn. À, tăng cho nó siêu đẳng luôn. Kiểu giống như là tôi sợ đau cho nên là nâng nâng mắt gọi là phòng thủ vậy đó. Đó. Rồi, rồi nè, thấy chưa? Trời mà Venom nó đập đã thật sự luôn á. Lâu rồi mình mới cầm được Venom, cảm giác nó y như mới ngày nào. Cáo hai luôn quá tốt. Tút ca luôn quá tốt luôn, có một con Fallen nằm đây rồi nha. Trời con à. Bây giờ hiệp 30 này rớt cái gì là hợp lý nhất ta? Nếu mà hiệp 30 rớt cái mảnh Minh Hồn là ngon nhất. Trời ơi, quá tuyệt vời. Vậy thì đương nhiên hiệp quái này sao thua được bạn. Hiệp quái 30 mà thua thì thôi luôn. Cái gì thua bạn cũng được, hiệp quái nào bạn thua cũng được, nhưng mà hiệp quái 30 bạn không thể thua. Bạn thua là bạn chết rồi. Tại người ta được chọn trong 3 món, bạn có một món bạn chọn hay không tùy bạn. Mà lỡ cho cái đúng cái nào mà nó si đa si đùm đồ này kia thì đúng kiểu là cũng vứt. Cho nên là căng đấy. Rồi tiếp tục là bây giờ up 10 thôi. Up 10 giờ để gì? Trời đúng rồi, mảnh Minh Hồn. Đương nhiên là lấy cái chùy rồi, đáng lẽ là nếu mà được cái mặt nạ vàng á thì ngon lắm. À, con này thôi đỡ rồi, lấy cái chùy cũng được. À, lấy cái chùy cũng được rồi. Nào trời bây giờ game nó chờ hơi bị lâu quá bạn thấy không? Game nó chờ hơi bị lâu hay sao á. Ồ, mà mấy thằng này sao nó 14 máu rồi, sao yếu dữ vậy ta? Ồ, tính ra sáu dã thú mình đi nó kiểu nó nhàn phải không? Ồ, nó nhàn thật sự luôn đó. Bởi vậy có nhiều bạn vô kêu mình nói à, làm hướng dẫn đi chứ bây giờ gọi là sao, làm hướng dẫn để top 1 đi. Đây đây là hướng dẫn top 1 của anh em. Anh em làm y như trong clip là được. Sáu dã thú anh em mà tán cho mình, hoặc là bây giờ là sáu xuyên anh em tán đi, tán liên tục cho mình, cứ vô là bích thôi. À, cứ vô là bích rồi. Còn nếu mà không đi được thì anh em phải 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 tự giải quyết rồi. Tại vì mình cứ tính trong cái trường hợp là đi được hết đi. À, ăn hết no nê liền. Trời đất ơi, nhện đẻ, sâu đẻ, rồi gấu đẻ, rồi chó đẻ nữa. Quá nhiều thứ đẻ trong một video này. Rồi, căng thẳng đấy chứ. Đó, bây giờ có nhiều đồ nè. Đây, lại ghép cái này cũng được nè. Đưa cho con nhện. Nếu mà lên được cái cốt trảo á, thì bây giờ khỏi cần con Kira nữa. À, khỏi con Ormet nữa. Bây giờ đưa đồ vô cũng được. Đưa Canon vô cũng ngon. Đưa Venomancer vô để làm kích cái bộ Inceptor á, triệu hồi thành một bộ khác cũng được lắm mà nha. À, cũng được lắm mà nha bạn, thấy không? Trời đất ơi, bởi vậy mình nói rồi, làm việc là phải có tính toán. À, sử dụng cái đầu đi bạn. À, nhưng mà đừng bắt chước trên mạng nha. Đang vác lúa, à, sử dụng cái đầu đi, cái đang vác trên vai hất lên đầu vác. Trời đất ơi, cái đó là sử dụng cái đầu đó hả? Hay thật. Vậy mà cũng suy nghĩ ra nữa, mấy thằng làm content tuyệt vời thật. Venom nó đập, trời đất coi Venom nó đập không một chỗ nào chê luôn á. Thôi xong rồi đi luôn rồi, lại double kill nữa rồi. Ồ, lại double kill nữa rồi anh em ơi. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bầy đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người. Rồi, anh em nhớ tham gia Discord với lại tham gia hội viên ở trên kênh nha bạn. Rồi, cảm ơn mọi người, ủng hộ mình công sức nào. Take a body's high.